Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay, bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù trước thời hạn. Trước đó, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án của Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các bị cáo còn lại cũng nhận mức án tương tự. Bà Hằng đã chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Theo bản án, bà sẽ phải chấp hành bản án đến ngày 24 tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà Hằng đã được giảm án và ra tù sớm hơn. Trước đó, Dinh Quốc Khánh ngày 2 tháng 9, trại giam An Phước đã đề nghị giảm án cho bà Hằng. Tuy nhiên, do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay, thủ tục đã hoàn tất và bà Hằng được trả tự do. Theo cáo trạng, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, Nguyễn Phương Hằng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok để thực hiện các buổi livestream. Bà Hằng đã phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 người, gồm nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và các bà Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Việt Hà. Quá trình mở rộng điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố thêm Đặng Anh Quân cùng 3 người là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đặng Anh Quân, cựu giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam cùng nhận mức án 1 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015. Đăng tin thất thiệt, nữ công nhân Samsung nhiễm HIV, Facebooker nộp phạt 7,5 triệu đồng. Chiều ngày 18 tháng 9, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội vừa mời làm việc đối với VTN, sinh năm 1998, quê Nam Đàn, Nghệ An, ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook. N là quản trị viên trang Facebook Net Việt Bay về giá máy bay rẻ. Trước đó, ngày 25 tháng 7, mạng xã hội Facebook Zalo xuất hiện bài đăng đính kèm thông tin sai sự thật có nội dung công nhân CTD của công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên bị nhiễm HIV và lây lan cho nhiều nam giới khác trong và ngoài công ty. Tại cơ quan công an, BTN thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật nêu trên nhằm tăng lượt like cho fanpage để phục vụ cho việc bán hàng. Căn cứ kết quả xác minh làm rõ, lực lượng chức năng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với BTN số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán tin giả, tin sai sự thật. Công an Hà Nội khuyến cáo tất cả các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm. Cuối tháng 7 năm 2024, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên cũng phát hiện NTN, sinh năm 1986, người địa phương, đăng tải bài viết trên Facebook với lời lẽ khiếm nhã, kèm theo hình ảnh một người phụ nữ và danh sách 16 nam giới bị nhiễm HIV từ người này. Các nội dung trên chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật. Làm việc với công an, NTN thừa nhận sai phạm khi đăng thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và tự giác đăng bài đính chính. Công an Thái Nguyên đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với NTN về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Danh tính kẻ lừa chạy án chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng. Theo điều tra, tháng 1 năm 2024, bà HN có chồng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam với tội xuống tay với người khác. Thông qua các mối quan hệ, bà HN liên hệ với đối tượng Đặng Quốc Huy, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và chuyển số tiền 703 triệu đồng để Huy xin cho chồng bà được tại ngoại. Sau đó, Huy liên hệ và chuyển số tiền 295 triệu đồng cho Chu Minh Quang để làm thủ tục cho chồng bà HN được tại ngoại. Tuy nhiên, các đối tượng Đặng Quốc Huy và Chu Minh Quang không thực hiện được như đã hứa và cũng không trả lại tiền cho bị hại. Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Chu Minh Quang thừa nhận hành vi nhận tiền chạy án từ Đặng Quốc Huy. Trước đó, vào tháng 7 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Quốc Huy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng Đặng Quốc Huy và Chu Minh Quang liên hệ phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết. Cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre dùng tiền nhận hối lộ vào việc gì?
Chiều ngày 18 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và các cơ quan tổ chức liên quan. Theo cáo trạng, ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, bị truy tố về các tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Mai Thị Hồng Hạnh, chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil, bị truy tố về các tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Viện Kiểm sát xác định, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bà Hạnh đã có vi phạm khi quản lý, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước. Nữ bị can bị cáo buộc gây thiệt hại 1.463 tỷ đồng. Năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ do Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ từng làm chủ tịch hội đồng quản trị. Vì thế, Hạnh nhờ ông Thọ giúp cấp và kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho công ty. Sau khi ông Thọ tạo điều kiện, phía bà Hạnh đã đưa hối lộ cho cựu bí thư Bến Tre 2 lần với tổng số tiền 600.000 đô la Mỹ, hơn 14,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Viện Kiểm sát làm rõ, năm 2021, bị can Lê Đức Thọ được điều động phân công giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Để nâng cao uy tín bản thân, ông ta đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại tỉnh này để nộp thuế, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh. Đổi lại, công ty của Hạnh được tạo điều kiện thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch. Sau thỏa thuận này, bị can Hạnh thành lập công ty cổ phần Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại ngân hàng. Quá trình vay vốn, ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, song không được phê duyệt. Biết việc này, ông Thọ yêu cầu chi nhánh ngân hàng khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình hội sở phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh. Cuối cùng, chi nhánh ngân hàng tại Bến Tre đã có 20 lần giải ngân vốn vay cho công ty Việt Oil với tổng số tiền 892 tỷ đồng. Viện Kiểm sát kết luận, ông Thọ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn tác động giải quyết khoản vay cho công ty Việt Oil. Cũng theo cáo trạng, quá trình hỗ trợ phía doanh nghiệp, ông Lê Đức Thọ nhiều lần được bà Hạnh tặng tiền mặt và quà. Lần thứ nhất diễn ra đầu năm 2022, khi đó Hạnh tặng ông Thọ bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng và đồng hồ Patek Philippe Brut giá 421.000 đô la Mỹ, hơn 10 tỷ đồng. Lần thứ hai, tháng 3 năm 2022, Hạnh đến nhà khách tỉnh ủy Bến Tre đưa hối lộ cho Lê Đức Thọ 200.000 đô la Mỹ, gần 5 tỷ đồng. Lần thứ ba là vào tháng 5 năm 2022 với món quà khủng. Cụ thể, bà Hạnh mua tặng ông Thọ xe ô tô hạng sang nhãn hiệu Mercedes-Benz S450 Luxury trị giá khoảng 6,7 tỷ đồng. Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy, ông Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật gồm 200.000 đô la Mỹ, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe. Cáo trạng nêu, sau khi nhận tiền và quà của bà trùm xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh, bị can Lê Đức Thọ gửi 440.000 đô la Mỹ, gần 11 tỷ đồng tại nhà người thân và đã nộp lại cho cơ quan điều tra. Với số tiền còn lại, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre khai đã chi tiêu hết. Bị sờ gáy, tài xế ô tô chở thuốc lá lậu tăng ga bỏ chạy. Theo đó, vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 13 tháng 9, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, Công an huyện Đắk Rông phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 88D00658 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng điều khiển phương tiện không chấp hành mà lại tiếp tục tăng ga bỏ chạy, buộc tổ công tác phải truy đuổi. Khi đến km 255+559 đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc địa phận thôn Ba Tầng, xã Đắk Rông, huyện Đắk Rông, tổ công tác phát hiện ô tô trên đã vứt lại bên lề đường 21 bao gai. Bên trong chứa tổng cộng 10.500 bao thuốc lá, nhãn hiệu Special Blend Z. Qua truy xét, tổ công tác làm rõ Mai Văn Phước, sinh năm 1982, trú tại phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, chính là người điều khiển phương tiện trên. Tại cơ quan công an, đối tượng Phước khai nhận, số hàng hóa trên là thuốc lá điếu nhập lậu do Phước vận chuyển. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thụ lý, điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.